Vâng, và xin chào toàn thể tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người đến với Lo Kéo Tâm Việt. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một sản phẩm. Ôi mình quên, do đang mùa Covid nên là phải đeo khẩu trang. Giờ mình tháo khẩu trang ha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một sản phẩm cực kỳ đặc biệt. Chiếc sản phẩm này có thể khiến cho cái TV nhà mình là một TV thông thường thôi, nhưng mà có thể trở thành một chiếc TV thông minh, có thể biến cái TV nhà mình thành một chiếc điện thoại thông minh luôn. Và thậm chí là còn hơn cả một chiếc điện thoại luôn các bạn. Vâng, và tích hợp gần như tất cả những nội dung nào mà bạn thích là tích hợp được hết, có mã code cho mình luôn. Các bạn có thể tự thiết kế và sáng tạo được một giao diện Android cho riêng mình. Các bạn có thể tích hợp những cái nội dung nào mà mình thích vào trong giao diện đó, ok. Và các bạn có thể hát karaoke theo một gọi là một cái phương thức sang chảnh hơn, đẳng cấp hơn, rằng là gì, cái sản phẩm nhỏ này nó có khả năng chọn lọc được tất cả những bài hay nhất, và nó sẽ đưa cái bài karaoke hay nhất lên trên đầu cho các bạn, và các bạn không còn phải chọn lọc nhiều nữa đó. Và chúng ta có thể thêm vào những cái nội dung như là học tiếng Anh, chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí gần như những cái kênh ca cộng, những cái kênh mà chúng ta phải trả tiền trong vòng 1 năm, và trong năm sau chúng ta chỉ gia hạn rất là rẻ thôi. Và chúng ta có khả năng coi được gần như tất cả các bộ phim mới nhất, những phim chiếu rạp mới nhất miễn phí, full HD 2K. Và những cái bộ phim này thì nó có cả việt sub, có cả thuyết minh cho mọi người luôn, rất là tuyệt vời. Gần như cả thế giới đều quy về một sản phẩm nhỏ như thế này. Các bạn chỉ cần có cái này và có cái TV, vậy là xong thôi. Rất đơn giản, rất dễ sử dụng. Và đây tuy nhỏ nhưng gần như là một giải pháp giải trí thần thánh trong mùa Covid này, xua tan nỗi cô đơn trong nhà mọi người, ok. Nên là mọi người đừng bỏ lỡ video chỉ 20 phút này nhé. Hãy xem hết video để chúng ta có thể là biết được một cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời cho chính mình và chính gia đình mình. Bắt đầu thôi nào. Vâng, bạn đây, quảng cáo điều đó rất đặc biệt luôn. Coi nhau, chúng ta coi app. Cái tinh khôi. Tâm Việt kính chào khách quý. Xin chào các bạn đến với Lo Kéo Tâm Việt. Lại là mình đây các bạn ơi, bên bộ phận marketing đây. Và ngày hôm nay mình rất vui đến đây để chia sẻ với bạn, cũng như là cùng các bạn chúng ta tìm hiểu một sản phẩm mà sản phẩm này rất là thông dụng trên thị trường các bạn nha, trong thời gian qua và cũng là có ích rất là lớn luôn. Ok, các bạn có thắc mắc là sản phẩm gì mà? Còn đây, phía bên tay trái của mình đây chính là sản phẩm. Đây là hộp của một đồ thu em robot rồi nha. Và mình nghĩ rằng với sản phẩm này trong thời gian này thì mình nghĩ là ở nhà các bạn sẽ có thể giải trí và nó mang lại một hiệu quả rất cao cho bạn nha. Đó, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sản phẩm này nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối sản phẩm này với TV của chúng ta. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ok bạn ơi, thì mình đã kết nối sản phẩm AeroBot của chúng ta với TV của chúng ta rồi, để có thể giúp tiết kiệm thời gian cho các bạn nha. Và các bạn có thắc mắc là vì sao chúng ta hôm nay lại dùng với sản phẩm này mà? Vâng, đó chính là trong mùa dịch Covid mà nha. Thì thời điểm chúng ta ở nhà, có nhiều người ở nhà, chúng ta sẽ có sản phẩm này thì chúng ta sẽ giải trí cũng như xem phim nè, karaoke nè, và đặc biệt là phim, bộ phim rất là hot trên thị trường, được những bộ phim chiếu rạp vậy nha, và cũng như là những bài hát karaoke mới nhất hiện nay. Bạn có thắc mắc không ạ? Và hãy cùng mình nghiên cứu ngay bây giờ nhé và tìm hiểu ngay bây giờ nha các bạn ạ. Rồi, chúng ta cùng nhau thôi. Các bạn ơi, thì mình đã mở lên và các bạn thấy giao diện của sản phẩm chúng ta mà, của AeroBot mà. Ok, mình sẽ nói một xíu bên ngoài nhé. Thì mình đã thấy là giao diện bên ngoài thì sẽ có logo rồi xinh đây các bạn ạ, và bên đây sẽ có là thanh quảng cáo, một tab quảng cáo về cái sản phẩm âm ly loa của hãng rồi xinh. Bên này chúng ta sẽ có là các tab khác với những màu sắc khác nhau. Chúng ta có app, thì trong app này chúng ta sẽ có là các ứng dụng của Android nhé. Bên này sẽ có là trình duyệt web đây, E đây, và đây là setting cài đặt và clear memory, chúng ta sẽ xóa bộ nhớ tạm của RAM, giúp sản phẩm chúng ta nhẹ hơn. Còn thế mà đây chúng ta có Share Play. Với Share Play các bạn, chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản Gmail nhé các bạn nhé. Chúng ta có YouTube, YouTube đó. Các bạn sẽ sử dụng chức năng này như trên điện thoại cũng như là máy tính, cũng tương tự, mọi thứ như trang, không có gì hết, sẽ xem video nha. Và đây chính là hai sản phẩm, đây chính là hai ứng dụng của hãng là Aplay TV và Aplay Karaoke. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hai ứng dụng này có gì đặc biệt và hấp dẫn, mà tại sao nó ở nhà khi chúng ta có đầu AeroBot này ở nhà sẽ giúp chúng ta giải trí rất là cao nha. Và bây giờ sẽ cùng mình tìm hiểu bây giờ nhé. Đầu tiên mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về app đầu tiên, đó chính là Aplay TV. Nào, chúng ta cùng nhau ấn vào đây thôi. Ok, rất là nhanh chóng và chúng ta đã khởi động lên luôn ứng dụng này rồi, các bạn đã thấy. Và thì đối với sản phẩm này chúng ta, các bạn đã thấy là được tích
hợp với các thể loại như truyền hình, thể thao, TV show và các thể loại video khác như phim lẻ, phim bộ, anh thấy không ạ? Rất là nhiều nha. Đó, và cả tin tức. Và các bạn, đây là một ứng dụng cộng đồng, là các bạn sẽ có thể tạo được ID và những video này được chèn ra trên một file nén và được chèn đây thêm một mã tên ID vào nhé, là những con số. Các bạn và bạn có thể là nhập thêm dấu cộng ở đây. Đó, và sẽ nhập những con số ID đó vô đây và sẽ ép và sẽ chèn được cái file nén đó. Trong file nén đó sẽ là những nội dung, những video, những clip, những truyền hình, file nén về thể thao hoặc là phim lẻ, phim bộ nha. Để chèn vào đây và bấm OK thì nó sẽ sẽ được, đó chính là chúng ta sẽ chèn vào hết vô ứng dụng này các bạn. Và các bạn có thể chia sẻ, các bạn có thể chia sẻ cái mã đó, ID đó ra bên ngoài. À, như các bạn có thể thấy truyền hình IP TV Hoài Thanh là đây là một mã IP sẽ có là một con số rồi. Và lúc đầu mình đã kết nối, mình đã thêm những con số đó và hiện ra truyền hình IP Hoài Thanh này nhé. Và có thể chia sẻ cái mã này nè, IP này nè, cho các tài khoản khác, các đầu bot khác, những người đang xài bot của hãng Lưu Sinh. Các bạn, đây rất là hay rồi nha. Nên một tài dạng chia sẻ cộng đồng, bạn rất là OK. Bạn có thể tự làm một clip hoặc là một thông điệp nào đó về cuộc sống, và các bạn có thể là tạo một mã ID riêng của mình, có thể nhờ nhóm cấp tạo dùm, và các bạn tạo ID đó và bạn sẽ đưa những clip của bạn lên trên đây để giúp cho cộng đồng có thể là xem và thấu hiểu được những gì bạn muốn truyền tải nhé. Ok các bạn, rất là tuyệt vời không nào. Và chúng ta trên đây các bạn có thể xem những bộ phim lẻ, phim bộ bản quyền và nha. Các bạn có thể xem những bộ phim lẻ nè. Đó, nè, mình thử ví dụ mình vô phim lẻ này. Các bạn thấy trong phim lẻ nó sẽ có như là năm tên trộm siêu đẳng. Đó, mình thấy không ạ? Sao 7 nè, đó những bộ phim này là những bộ phim chiếu rạp. Đó, Săn Lùng Dị Nhân 2019 vậy nha. Đó, đều là những bộ phim mới nhất gần đây. Và những bộ phim này có những bộ phim bản quyền và mới chiếu rạp này luôn. Các bạn, mình sẽ kiếm được một phim. Đây, như bộ phim Sao Đức nè. Đó, mới chiếu rạp trong thời gian đây thôi bạn, cũng khoảng đâu chưa đến một tháng trước thôi. Là bộ phim này vẫn còn đang chiếu rạp, bởi vì chúng ta đã có trên đây luôn rồi. Đó, chiếu Sao Đức nè, 2020 rồi đó bạn. Rất là mới rồi nha. Và nếu các bạn xem ở những cái link phim này ở trên trang web, những như là phim mới mình chúng mình hay xem, thì chắc chắn với bạn luôn là sẽ dính quảng cáo rất là nhiều. Các bạn, và bạn coi rất bực mình nha. Trong quá trình mà đang coi những chèn quảng cáo vô, mình người bên đây quảng cáo về bài là nhiều, các bạn rất khó chịu. Rồi, thì đó mình không tin đó. Nhưng mà khi mình trải nghiệm, mình xem về sản phẩm này á, thì đây, mình thấy mà mình không thấy quảng cáo. Mình không thấy quảng cáo, điều đó rất đặc biệt luôn. Mình xem một cách chân chu mà cũng không bị giật hay lát gì hết. Và cái độ nét của nó, và nó đến là nó thông số nó là Ultra HD nha. Ultra HD nó khoảng là 2K các bạn, không nói là 4K, tại vì TV mình nó không phân giải được 4K, nhưng mà nó cũng chắc đây nó chỉ là 2K rồi nha. Các bạn thấy không ạ? Đó, solid. Đây một phim chiếu rạp, nó đang tìm trên mạng thì nó không ra phim này. Nhưng mà bây giờ như đây mình có thể xem được một phim này rồi. Phim này rất là hay rồi nha. Rồi, mình sẽ thoát ra ngoài. Và những nhiều bộ phim khác nữa, bộ phim bản quyền, các bạn phải tốn tiền, các bạn phải đi xem rạp mới có. Nhưng mà đối với sản phẩm chúng ta thì bạn chỉ cần ẹp một cái mã ID của nhà hãng cho thôi, và bạn thở xem thoải mái khi bạn ở nhà nhé. Và rất là phù hợp cho vấn đề khi chúng ta ở nhà trong mùa dịch này, để giải trí. Và các tính năng của sản phẩm này, ứng dụng này thì rất là hữu ích. Các bạn có thể là chèn những thể thao nè, các bạn muốn xem đá banh, các bạn sẽ xin link và cái mã ID đó bên nhà cung cấp để cho bạn xem cái ID đó về thể thao, hoặc là các bộ phim tài liệu, tin tức. Ok các bạn, rất là nhiều nữa các bạn nha. Ok, và khi bạn xem xong thì nó sẽ lưu ở đây cho bạn các cái lịch sử bạn đã xem qua. Như thằng ấy mình xem lịch đây không ạ, là gần nhất mình mới xem, và những bộ phim Tâm Chi và Chung Đời Đơn rồi nha. Thì các bạn có thể là xem về truyền hình với những và đặc biệt nữa, đó chính là chúng ta có thể xem những bộ phim liên quan đến một diễn viên thôi, giống như là Tâm Chi đây. Mà chỉ cần ở phần truyền hình, và mình cũng lúc đó mình đã xin một cái mã ID của những bộ phim Trung Hoa và mình ẹp ra, mình chèn ra thì nó sẽ ra những bộ phim chỉ liên quan đến Trung Chi thôi, các bạn, Châu Anh Chi nữa các bạn, rồi Lý Tiểu Long nữa các bạn, rồi Thằng Ba, đó nha, ví dụ này, Châu Anh Chi mình vô này, đó, mình thấy Châu Anh Chi chưa? Đó, đây là những bộ phim của năm tám mấy rồi nhé, 90, mình liên quan đến 80 thôi, 90. Đó, rất là hay và độ nét cực kỳ là cao luôn, và mình thấy rất là tuyệt vời. Các bạn, chỉ có điều là
tiếng Hoa đâu, nhưng mà sau này mình nghĩ là bên hãng sẽ khắc phục sớm, đó chính là sẽ có hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Việt nha vậy nha. Các bạn chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Rồi, thì đây là một vài điều mà nói về Play TV nha. Các bạn thấy tuyệt vời mà, mình thấy rất là tuyệt vời nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thoát cái ứng dụng này ra và chúng ta sẽ đến với ứng dụng tiếp theo hấp dẫn không kém, đó chính là Play Karaoke. Đây, mình thấy không ạ, kế bên luôn Play TV mình cũng ứng dụng thôi đó, mình thấy giao diện mà Play Karaoke đây là chính là Metro đó, mình thấy chúng ta đã vô giao diện rồi, bạn thấy chưa ạ. Bây giờ mình và bạn sẽ cùng nhau chúng ta sẽ chọn bài hát nhé. Rồi, chúng ta chỉ cần nhấp chuột một cái thôi. Đó. Đối với sản phẩm này mình sẽ sử dụng là chuột không dây hay có dây cũng được, và xíu nữa mình sẽ nói phần chi tiết hơn về các phụ kiện của sản phẩm và cách kết nối như thế nào ở phần cuối video nhé. Rồi giờ đầu tiên mình sẽ chọn phần chọn bài mà chọn bài hát, mình sẽ ấn vào phần chọn bài hát một chạm thôi, một nhấp chuột thôi, chúng ta sẽ vô đây. Trong đây chúng ta sẽ có ba tấm với nhau và toàn bộ bài hát là những bài hát mà chúng ta sẽ kiếm tìm trong đây rồi nhé, và yêu thích đây là những bài hát mà chúng ta đã chọn yêu thích rồi và nó sẽ được lưu trên này. Dù các bạn có tắt đầu hay là bạn mang đi đó gắn ở thiết bị nào đi nữa thì vẫn sẽ hiện những bài hát yêu thích của bạn và không phải mất công mà tìm kiếm nữa. Và những bài hát đã chọn là những bài hát bạn đã tìm về ở phía bên là toàn bộ bài hát này rồi, bạn chọn bài hát đó và chúng ta hát ngay thời điểm đó, ok bạn, và sẽ khoảng là 10 tab như thế đấy nhé, mình sẽ có thể chọn được khoảng hơn 10 bài hát như thế. Và ví dụ bây giờ mình sẽ chọn hát một bài đó chính là bài 1 2 3 chưa được về đi đó, thì nó sẽ hiện lên cho mình ba tab nhỏ như thế này, ba sự lựa chọn, chọn bài hát hoặc là trang lên đầu hoặc là yêu thích thì như mình đã nói chỉ cần ấn yêu thích thôi thì sẽ vô danh sách yêu thích, thì sau này mình tắt hay bạn đi chuyện gì đó thì muốn sử dụng một tv khác mà chỉ cần vô lại phần mềm này Play Karaoke và vô phần yêu thích sẽ ra những bài hát mà các bạn đã chọn yêu thích lúc trước và không cần phải tìm kiếm lại bài hát đó nữa nhé, và đỡ mất thời gian tìm kiếm mà các bạn chỉ việc hát thôi, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Đó, chèn lên đầu là những bài hát ưu tiên rồi nha, thì các bạn cũng biết nếu là thường đi karaoke thì sẽ có lúc ưu tiên bài hát, những bài nào muốn hát trước thì bạn sẽ ưu tiên và là nút chèn lên đầu đó để hát trước các bạn, mà chọn hát thì chỉ cần ấn chọn hát thôi. Đấy, đó là 1 2 3 chia lô nó về rồi nhé, mình thấy không ạ. Rồi bây giờ mình sẽ xịt máy quay ra một xíu, ok, để các bạn để xem được mình kết nối áp suất âm thanh từ đâu nhé. Ok bạn ơi, thì mình với karaoke chúng ta có thể kết nối TV của chúng ta từ đầu AirPods này, chúng ta sẽ kết nối với dòng loa. Bạn thì đây cũng là dòng loa Rosine mà nha. Đây là dòng loa Rosine VK15 Super. Ok bạn. Các bạn thấy mà, thì đây là mẫu loa mình đã từng review trước đây. Các bạn search từ khóa đó chính là loa Rosine VK15 Super Tâm Việt trên Google, YouTube để tìm kiếm về review sản phẩm này nhé. Về âm thanh cũng như ngoại hình sản phẩm này. Các bạn thấy không ạ? Mình sẽ nói một chút về loa nhé. Đó, ok bạn. Rồi, bên đây là bạn điều khiển của loa. Rồi, bây giờ mình sẽ mở loa lên cho bạn nghe thử âm thanh nhé. Ok bạn. Rồi, bạn nghe được chưa ạ? Đó, chúng ta phát ra từ đây cho bạn nha. Tuyệt vời đúng không các bạn, rất là tiện dụng luôn. Ok bạn. Ok các bạn ơi, thì khi các bạn chỉ cần ấn một nhấp chuột thôi thì các bạn sẽ thấy đó chính là sản phẩm sẽ chúng ta ứng dụng ta sẽ hiện ra các chức năng như là phát hoặc dừng, là đó phát hoặc dừng chúng ta không hát được, chúng ta dừng là hoặc là chúng ta quá bài khi chúng ta chọn thêm bài hát rồi nhé, hoặc là hát lại, là hát lại bài này các bạn, là quay lại từ đầu bạn. Ví dụ này chúng ta sẽ có là speed hay là tốc độ nhạc của bài hát này, nếu bạn muốn nhanh ok bạn mình sẽ tự phát nhé. Rồi bấm một nhanh thì sao đó, ai mà muốn nhanh như thế này một bài năm thì nghĩa là như đọc rap luôn nha. Ok bạn, rồi mình sẽ chọn bài mức thường là mức 1 rồi nha, còn mức chậm hơn thì là khoảng là 0.5 là chậm nhất. Đó, rất là chậm, cái này cho những ai mà gọi là như là chậm, rất là chậm rồi nha, hát cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà thường thường thì không ai hát cái chậm như thế cả. Rồi, đây là phần nhanh rồi nha. Đó, còn đây là chúng ta sẽ có là phần tông giọng
trầm hoặc cao. Ví dụ như là mình nam đi, mình hát trầm thì mình sẽ đưa bài này xuống một xíu, hoặc là âm âm 0.04 hoặc là 0.02, 0.01 tùy mình nhé. Còn người nào cao như bạn nữ thì bạn sẽ tôn giọng một xíu. Là bạn nghe hết tông nhạc cũng lên theo, và cái tông giọng mình hát cũng sẽ lên theo. Các bạn cũng sẽ phụ thuộc vào cái tông giọng của chính mình. Các bạn, thì đó là những chức năng phổ khác của app của chúng ta. Và mình sẽ tạm dừng nhé. Rồi, thì mình đã giới thiệu được sơ về cái tính năng này rồi đúng không ạ? Rồi, mình sẽ nói là một xíu nhé. Thì đối với ứng dụng CaraPlay này thì là ứng dụng karaoke tại nhà của hãng Wilson rồi nha. Là để phát triển, để giúp cho khách hàng có thể hát mọi lúc nè, tiệc tùng và giải trí xả stress khi trong thời gian ở nhà rảnh rỗi, đặc biệt trong mùa dịch này nha. Thì mình nghĩ là rất là cần thiết luôn. Thì với giao diện là dễ dàng dễ sử dụng. Ok bạn, thì với giao diện rất là dễ dàng sử dụng, bạn thấy không ạ? Và cũng như là tốc độ xử lý nhanh và liên kết với kho dữ liệu ứng dụng YouTube, giúp khách hàng có thể hát được nhiều bài hát để chọn lựa trải nghiệm hát được tuyệt vời hơn. Ok bạn, như thế này, cũng như bạn chọn bài hát nè. Đó, bạn chọn bài hát thì bạn có thể là bạn kiếm trên danh sách toàn bộ bài hát này không ra, thì bạn có thể là search một bài hát nào đó trên này. Ok bạn, và chỉ cần thêm một cái đuôi, cái là YouTube, YouTuber đó bạn nha. Cách nhân dạng là YouTuber. Đằng sau thì sẽ hiện ra những bài hát xuất hiện trên YouTuber, là YouTube có rồi nha. Còn trên danh sách bài hát này thì không có, nhưng mà trên YouTube sẽ có. Rồi chỉ cần thêm cái đuôi đó thôi, sẽ hiện những bài hát trên đó. Ok bạn, sẽ giúp cho bạn tăng thêm cũng như là trải nghiệm thêm nhiều bài hát nữa. Rồi, thì đó là tính năng là thêm được bài hát được trên YouTube bạn nhé. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ thoát ứng dụng này nhé. Nào, đúng thôi. Rồi, thì các bạn đã thấy mình đã giới thiệu sơ qua về các ứng dụng của hệ thống Android và cũng như ứng dụng của hãng là AP Play Karaoke và AP Play Now TV. Các bạn thấy như thế nào ạ? Rồi, thì mình có một câu này mình vừa chợt nghĩ ra, đó chính là dịch ở nhà không lo chán vì đã có đầu bot vô sinh. Ok rồi nha. Nào, và bây giờ mình và các bạn chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó chính là mình sẽ nói về tên model của sản phẩm này là gì và sản phẩm này có những phụ kiện gì nào nhé. Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại đây. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về sản phẩm của chúng mình, của chúng ta, và đó chính là đầu Bot Rosin BS100R mà nhé. Nãy giờ các bạn rất là thắc mắc về tên của sản phẩm này đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nói một xíu. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về hộp Bot này đây. Bạn thấy không? Một màu trắng, rất là tinh khôi và tinh tế. Ok các bạn, mình thấy mình đang nêu, bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta sẽ có một đường viền xanh nhé, led xanh, màu xanh rất là sang rồi nhé, chạy dọc theo thân của sản phẩm chúng ta. Và logo rồi xin đây. Đằng trước chúng ta sẽ là con màn hình LED hiện thị giờ là thời gian rồi nha. Đó, và có mã là BS100R. Và phía trên là một logo nổi Rosin mã vàng Rosin Android, Rosin Karaoke đó bạn. Và phía bên hông chúng ta sẽ có là công tắc. Bạn thấy là công tắc. Và bên hông bên này chính là tem bảo hành chính hãng của hãng sản phẩm Rosin. Rồi bạn. Và đằng sau chúng ta có gì? Đây, đây chính là mặt sau. Thì đối với đằng sau của chúng ta thì bạn có thể thấy chúng ta sẽ có là ba cổng dây AV, bạn rắc bông sen AV rồi nhé, là dây vàng, dây trắng và dây xanh. Rồi các bạn, và dây đỏ, thấy không ạ? Đó, chúng ta có là hai cổng USB, thì một cổng mình đã sử dụng mình gắn chuột không dây rồi. Ok, có thể gắn chuột có dây cũng được rồi nhé, nhưng thường thường thì mình thích kết nối chuột không dây hơn để khoảng cách mình sử dụng chuột nó có thể là mình xa và điều khiển từ xa được tốt hơn các bạn. Và đây là cổng LAN rồi nhé, cổng LAN. Khi chúng ta không thích xài wifi hay đâu, chúng ta có thể sử dụng wifi nhưng mà không thích xài wifi, chúng ta sẽ xài LAN cho nó ổn định hơn nhé. Thường thường thì những dòng sản phẩm xài cố định thôi, bạn nên sử ưu tiên và sử dụng mạng LAN các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là cổng chuẩn xuất hình ảnh và âm thanh tốc độ cao. Đây chính là cổng HDMI rồi nhé. Đây, sẽ dây màu đen đen to thế này, các bạn. HDMI. Và chúng ta sẽ ghim lên cổng HDMI của TV. Các bạn. Cái cổng AV này xuất lên cũng được, nhưng mà cái tốc độ cũng như đường truyền nó chỉ là SD thôi, nên nó sẽ mờ và nhòe và giật giật khiến chúng ta khó chịu về mắt. Còn nếu mà sử dụng với HDMI thì nó sẽ chuẩn lên là HD rồi nhé, sẽ giúp cho chúng ta xem nó được ok hơn về mắt, bảo vệ mắt chúng ta không bị mỏi và hư mắt mà nha. Các bạn. Và tiếp theo đó chính là cổng nguồn. Cổng nguồn chúng ta xài nguồn điện là 5V 2A, bạn nhớ cho mình nhé. Nếu mà xài nguồn điện mà lớn hơn mà sẽ
sản phẩm chúng ta sẽ bị cháy nổ rồi nha, sẽ không tốt thế nào. Và tiếp theo đó chính là râu bắt wifi. Các bạn, đây chính là râu có bắt wifi để giúp cho sản phẩm chúng ta có thể bắt được sóng wifi được tốt hơn ở trong một khoảng cách khoảng 10 mét độ lại, 5 mét độ lại là tốt nhất bạn nhé. Rồi ok bạn, đó là về đầu box. Rồi chúng ta sẽ có dưới theo, chúng ta sẽ có remote đấy mà, remote cũng là màu trắng luôn, tông sạch tông với đầu box chúng ta đấy mà. Rồi ok, đây cũng khá là đẹp mắt nha, màu trắng. Nếu các bạn kỹ thì bạn thể là mua một cái bao remote á để bạn để vô để không bị dơ mà nhé các bạn. Rồi chúng ta có là một thẻ bảo hành chính hãng, đây nè, chúng ta sau có mã code này QR của bên nhà hãng nhé, bảo hành nhé. Chúng ta có một sách hướng dẫn toàn là tiếng Việt, rất là dễ sử dụng luôn, để giúp các bạn có thể giải quyết được hoặc là giải thắc mắc được những cái vấn đề mà các bạn trong quá trình bạn lắp đặt hoặc là những cái chức năng của remote sẽ được giới thiệu và rõ ràng trong đây hết mình nhé. Đó, các bạn như thế. Và đây chính là hộp PS100 rồi. Ô các bạn, hộp cái khé như thế này. Và ngoài này cũng ghi thông số về cấu hình với xử lý ROG chip RK 3229 quay con. Các bạn, RAM là 2GB DDR3, bộ nhớ trong là 8GB. Các bạn, thì hỗ trợ lên đến 4K Ultra HD. Thì nếu mà TV chúng ta xuất với TV chúng ta, nếu mà màn hình hỗ trợ 4K chắc chắn màn hình cực kỳ nét của nha. Nhưng mà đối với dòng sản phẩm chúng ta, TV này chỉ là còn là Full HD thôi, nên chất lượng hình ảnh lên chỉ cùng cao lắm là Ultra HD vậy nha, tầm là 2K thôi. Các bạn, video là đây là chuẩn ISO này, MKV này, đấy mà audio là ra cổng là DTS này, Master này, Dolby này. Các bạn, có hệ điều hành là Android 6.0. Đó, đây là một hệ điều hành cũng thông dụng mà và dễ sử dụng nhé. Thì wifi chuẩn là 802 và 1.1 này. Các bạn, điện áp đầu vào kết nối là 5V 2A. Các bạn, đó. Và chuẩn HDMI là 2.0 và có hỗ trợ kết nối Bluetooth. Các bạn nhé. Và bên này là tính năng sản phẩm. Các bạn, cái tính năng hồi nãy mình cũng đã nói chi tiết rồi. Các bạn sẽ nhớ lại và các bạn sẽ xem lại video đoạn đầu này nhé. Rồi, thì đối với sản phẩm chúng ta thì cũng đơn giản thôi. Rosin PS100 rồi. Ok bạn. Rồi. Thì đối với sản phẩm chúng ta, bộ sản phẩm Box TV này sẽ bảo hành lên đến là 12 tháng nhé. Các bạn yên tâm trong quá sử dụng nhé. Thì có trục trặc gì hãy mang đến đại lý nơi các bạn mua sản phẩm để thể được hỗ trợ về kỹ thuật về sản phẩm này nha các bạn nha. Rồi ok bạn. Ok bạn ơi, thì vừa rồi các bạn đã xem qua mình giới thiệu về các tính năng cũng như là cái đặc biệt của sản phẩm này đúng không ạ? Bạn thấy sao ạ? Hấp dẫn mà, thú vị mà. Ok bạn, nếu là mình chắc mình mua ngay quá. Ok bạn nhé. Rồi thì trong mùa dịch này, Covid này, thì các bạn thấy là nó cực kỳ nghiêm trọng đúng không ạ? Thì các bạn hãy cho mình một sự lựa chọn, đó chính là ở nhà vì cộng đồng nhé, vì sức khỏe cộng đồng nhé. Và ok, thì đối với sản phẩm này rất phù hợp đúng không ạ? Mình thấy rất phù hợp khi chúng ta ở nhà và mang tính giải trí cực kỳ cao. Chúng ta ở nhà hát karaoke, chúng ta ở nhà xem đá bóng, xem phim, những bộ phim bản quyền các bạn, và cũng như nghe nhạc, những bài nhạc rất là hay, và cũng như là chúng ta sẽ ở nhà không bị nhàm chán nhé các bạn, và cũng mang về cái lợi ích rất là cao. Chúng ta ở nhà có thể biết tin tức mọi nơi và biến một chiếc TV thường chúng ta thành một dòng TV smart, có thể lên mạng, kết nối mạng và truy cập mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhé. Rồi ok các bạn, thì đến đây thì video đặc biệt cũng đã sắp kết thúc rồi. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Lo Cá Tâm Việt .com để theo dõi video mới nhất của mình tới rồi nhé. Các bạn có góp ý gì giúp tâm việc tốt hơn và giúp mình làm video, bản thân mình giúp làm video được tốt hơn, các bạn hãy để lại dưới bình luận video cho mình nhé. Các bạn có quan tâm đến sản phẩm này cũng như là những câu hỏi gì thắc mắc về sản phẩm này, các bạn hãy để dưới phần bình luận video luôn. Ok bạn nhé. Rồi thì tâm việc xin chào, bạn gặp lại các bạn trong một thời gian sớm nhất nha. Bye bye. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lo Kế Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức lo kéo, giúp chúng ta am hiểu hơn về lo kéo và điện máy, ta mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt, khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonbuktin.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì các quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo tâm việc, kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.